Kinh số 24 Khởi Thế Kinh Quyển 5 Phẩm 7 Cát rồng chim cánh vàng. Lại nữa, chư tỳ kheo, tất cả loài rồng có bốn cách sanh. Những gì là bốn? Một là noãn sanh, hai là thai sanh, ba là thấp sanh, bốn là quá sanh. Đó gọi là bốn cách rồng sanh. Chư tỳ kheo, loài chim cánh vàng cũng có bốn cách sanh, đó là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Đó gọi là bốn cách sanh. Chư tỳ kheo, dưới nước của biển lớn có cung điện của Long Dương Sa Già La, rộng dài phẳng 8 dạng do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can trang trí chung quanh, có 7 lớp lưới ngọc trong mắt linh báo, lại có 7 hàng cây đa la mọc thẳng bóng rợp bao bọc chung quanh, lầu quán màu sắc đẹp đẽ, có các báo trang trí, đó là vàng bạc lưu ly pha lê xích châu sa cừ mã não vân vân. 7 báo tạo thành. Ở 4 phía cung điện đều có các cửa, mỗi cửa đều có các lâu đài, lầu quán phòng vệ. Lại có giường cảnh và suối ao. Trong các ao giường, ao nào cũng đủ các loại hoa, cỏ ngay hàng thẳng lối. Lại có các cây với các cành lá, các thứ hoa quả, các thứ hương thơm theo gió lan xa. Các loài chim cùng cất giọng thánh thoát. Chư tỳ kheo, ở khoảng giữa hai núi, núi Chúa Tu Di và núi Khư Đề La, lại có cung điện của hai đại Long Dương là Nanda và Ưu Ba Nanda tọa lạc. Nơi ấy dài rộng 6.000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, vân vân, lược nói như trên, vân vân, cho đến các loài chim đồng hót. Chư tỳ kheo, phía bắc biển lớn, có một đại thọ, cho các Long Dương và tất cả điểu dương cánh vàng tên là Cư Tra Xà Ma Ly, tức là tùy gọi là lộc tụ. Chu vi cây ấy 7 do tuần, phần ăn sâu xuống đất 20 do tuần, thân dương cao 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Ngoài phạm vi của cây ấy, dương cảnh dài rộng phẳng 500 do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, cho đến dân dân, các loài chim cùng nhau ca hót, lược nói dân dân như trước. Chư tỳ kheo, phía đông đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly có cung điện của rồng do noãn sanh và chim cánh vàng do noãn sanh tọa lạc. Cung điện ý, mỗi cái dài rộng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, dân dân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, dân dân, lược nói dân dân như trước. Phía nam đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly có cung điện của rồng do thai sanh và chim cánh vàng do thai sanh tọa lạc, mỗi cái cũng dài rộng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, cho đến vân vân, các loài chim cùng nhau ca hót, vân vân, lượt nói như trước. Phía tây đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly có cung điện của rồng do thấp sanh và chim cánh vàng do thấp sanh tọa lạc, mỗi cái cũng dài rộng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, vân vân, lượt nói như trên. Phía bắc đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly có cung điện của rồng do quá sanh và chim cánh vàng do quá sanh tọa lạc, mỗi cái cũng dài rộng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, vân vân, lượt nói như trên. Chư tỳ kheo, khi điểu dương cánh vàng do noãn sanh kia nếu muốn bắt rồng do noãn sanh thì liền bay đến đậu trên cành phía đông của đại thọ Cư Tra Xà Ma Ly, xem biển lớn xong mới bay xuống, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra 200 do tuần. Ngay trong lúc ý, ngậm rồng do noãn sanh bay ra khỏi biển, tùy ý mà ăn. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do noãn sanh chỉ có thể bắt được rồng do noãn sanh
tùy ý mà ăn, chứ chẳng thể bắt cát rồng do thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do thai sanh, nếu muốn bắt rồng do noãn sanh, liền bay đến đậu trên cành phía đông của đại thọ cư tra Xà Ma Ly, nhìn xuống biển lớn rồi bay xuống, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra 200 do tuần. Nhân đó mới ngậm lấy cát rồng do noãn sanh bay ra khỏi biển tùy ý mà ăn. Lại, điểu dương cánh vàng do thai sanh, nếu muốn bắt rồng do thai sanh, liền bay đến đậu trên cành của phía nam của đại thọ cư tra Xà Ma Ly, nhìn xuống biển lớn, rồi dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra 400 do tuần. Liền ngay lúc ý, bắt cát rồng do thai sanh, bay ra khỏi biển, tùy ý mà ăn. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do thai sanh này chỉ hay bắt được rồng do noãn sanh, rồng do thai sanh, theo nhu cầu của chúng, chứ chẳng thể bắt hai loài do thấp sanh và do quá sanh. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do thấp sanh, nếu khi muốn bắt rồng do noãn sanh, liền bay đến đậu trên cành phía đông của đại thọ cư tra Xà Ma Ly, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, nước rẽ ra 200 do tuần. Rẽ xong, ngậm lấy cát rồng do noãn sanh, tùy ý mà ăn. Lại điểu dương cánh vàng do thấp sanh, nếu khi muốn bắt rồng do thai sanh, liền bay đến đậu trên cành của phía nam của đại thọ cư tra Xà Ma Ly, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, nước rẽ ra 400 do tuần. Rẽ xong, ngậm lấy cát rồng do thai sanh, sử dụng theo ý thích. Lại điểu dương cánh vàng do thấp sanh, nếu muốn bắt rồng do thấp sanh, liền bay đến đậu trên cành của phía tây của cây đại thọ cư tra Xà Ma Ly, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra 800 do tuần, liền ngậm lấy cát rồng do thấp sanh, tùy ý mà ăn. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do thấp sanh hay bắt được rồng do noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, tùy theo nhu cầu, tùy ý mà ăn, chứ chẳng thể bắt cát rồng do quá sanh. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do quá sanh, nếu muốn bắt cát rồng do noãn sanh, ngay khi ý, bay đến đậu trên cành cây phía đông của đại thọ cư tra Xà Ma Ly, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, nước biển rẽ ra 200 do tuần, liền ngậm lấy cát rồng do noãn sanh, tùy ý mà ăn. Lại, điểu dương cánh vàng do quá sanh này, nếu muốn bắt rồng do thai sanh, ngay khi ý, bay đến đậu trên cành của phía nam của đại thọ cư tra Xà Ma Ly, dùng cánh quạt biển, nước biển rẽ ra 400 do tuần. Nước biển đã rẽ ra rồi, điểu dương do quá sanh, liền ngậm lấy cát rồng do thai sanh, tùy ý mà ăn. Lại, điểu dương cánh vàng do quá sanh, nếu muốn bắt rồng do thấp sanh, liền bay đến đậu trên cành của phía tây của cây đại thọ cư tra Xà Ma Ly, dùng cánh quạt biển, nước biển rẽ ra 800 do tuần, liền ngậm lấy cát rồng do thấp sanh, tùy ý mà ăn. Lại điểu dương cánh vàng do quá sanh này, nếu muốn bắt rồng do quá sanh, tức lại bay đến đậu trên cành của phía bắc của đại thọ cư tra Xà Ma Ly, nhìn xuống biển lớn, liền dùng hai cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 1600 do tuần, liền ngậm lấy cát rồng do quá sanh, tùy ý mà ăn. Chư tỳ kheo, cát rồng ấy đều bị điểu dương cánh vàng này ăn thịt hết. Chư tỳ kheo, riêng có cát rồng mà chim cánh vàng không thể bắt được, đó là Long Dương Ta Già La, chưa từng bị điểu dương cánh vàng kia làm kinh động. Lại có Long Dương Nan Đà, Long Dương Ưu Ba Nan Đà. Hai Long Dương này cũng chẳng bị điểu dương cánh vàng kia có thể bắt được. Lại có Long Dương Đề Đầu Lại Tra, Long Dương A Na Bà Đạt Đa, điểu dương cánh vàng cũng chẳng thể bắt. Chư tỳ kheo, ngoài ra các Long Dương khác chẳng bị điểu dương cánh vàng bắt, đó là Long Dương Ma Đa Xoa Ca, Long Dương Đức Xoa Ca, Long Dương Yết Lạc Noa Kiều Đa Ma Già, Long Dương Xí Bà Đà Phất Tri Lê Ca, Long Dương Quân Cư Ba Đàn Ca, Long Dương Cam Bà La, Long Dương A Thấp Bà Đa La, vân vân. Chư tỳ kheo, lại có các rồng khác ở trong cảnh giới mà họ ở, cũng chẳng bị các chim cánh vàng ăn.
Chư tỳ kheo, các chúng sanh này có nhân duyên gì ở trong cõi sanh làm rồng như vậy? Chư tỳ kheo, có các chúng sanh huân tu nhân rồng, thọ trì giới rồng, phát khởi tâm rồng, phân biệt ý rồng, tạo nghiệp như vậy rồi, vì nhân duyên kia đã thành thuộc, sanh vào loài rồng. Lại có chúng sanh huân tu nhân chim cánh vàng, thọ trì giới chim cánh vàng, phát khởi tâm chim cánh vàng, phân biệt ý chim cánh vàng. Vì nhân duyên ý, khi thân hoại mạng hết, sanh vào loài chim cánh vàng như vậy. Lại có chúng sanh huân tu nhân dạ thú, thọ trì giới dạ thú, phát khởi tâm dạ thú, làm theo nghiệp dạ thú, phân biệt ý dạ thú. Vì huân tu các loại nhân, giới thú, phát khởi hạnh nghiệp, thành tựu tâm ý, do nhân duyên ý mà thân hoại mạng hết, liền sanh vào các loài thú. Lại có chúng sanh huân tu nhân bò, giới bò, nghiệp bò, tâm bò, ý bò, vân vân, lược nói như trước, vân vân, cho đến phân biệt, vân vân, vì nhân duyên ý nên sanh vào loài bò. Lại có chúng sanh huân tu nhân gà, giới gà, nghiệp gà, tâm gà, ý gà, vân vân, lược nói như trước, vân vân, cho đến phân biệt, vân vân, vì nhân duyên ý sanh vào loài gà. Lại có chúng sanh tu nhân cú mèo, thọ giới cú mèo, phát tâm cú mèo, hạnh nghiệp cú mèo, phân biệt ý cú mèo, xả thân này rồi sanh vào cú mèo. Chư tỳ kheo, lại có chúng sanh huân tu giới mặt trăng, hoặc tu giới mặt trời, giới tinh tú, giới đại nhân, hoặc huân tu giới mặt nhiên, hoặc huân tu giới đại lực thiên, hoặc huân tu giới đại trượng phu, hoặc huân tu giới nhập thủy, hoặc huân tu giới cúng dường mặt trời, hoặc huân tu giới thờ hành quả, hoặc huân tu khổ hạnh tại các chỗ dơ bẩn, đã huân tu rồi khởi niệm thế này: xin những giới mà ta tu, các giới này đó là giới mặt trăng, giới mặt trời, giới sao mai, giới mặt nhiên, giới đại lực thiên, giới đại trượng phu, giới thủy, giới quả, khổ hạnh, dơ uế, các giới như vậy nay khiến ta nhân đây sẽ được làm trời, hoặc được thiên báo, khởi những nguyện tư duy tà như vậy. Chư tỳ kheo, phước của các trượng phu này đen tối, nên khởi tà nguyện. Nay ta bảo rằng chỗ hướng đến của chúng ác sanh hai chúng, hoặc sanh địa ngục, hoặc sanh súc sanh. Chư tỳ kheo, hoặc có một nhóm sa môn, bà la môn, vân vân đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian là thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian là vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian vừa thường vừa không vô thường, điều này thật, ngoài ra là hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian phi thường phi vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, hoặc có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian hữu biên giới, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: ngã và thế gian phi hữu biên phi vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, hoặc có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: mạng tức là thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: có mạng, có thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: không mạng, không thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: Như Lai sau khi chết còn hiện hữu, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: Như Lai sau khi chết không còn hiện hữu, điều này thật, ngoài ra hư dối.
Lại có một nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Như Lai sau khi chết cũng hiện hữu, cũng không hiện hữu. Điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Như Lai sau khi chết chẳng hiện hữu, chẳng không hiện hữu. Điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy, có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Ngã và thế gian là thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa Môn Bà La Môn ấy, ở trong các hành đang có ngã kiến, đang có thế kiến, lìa khỏi các hành cũng đang có ngã kiến, đang có thế kiến. Do nghĩa ý, nên kia đã có kiến giải như vậy và nói, Ngã và thế gian là thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Ngã và thế gian vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa Môn Bà La Môn ấy ở trong các hành đang có vô ngã kiến, vô thế gian kiến. Do nghĩa ý, họ mới nói thế này, Ngã và thế gian vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Ngã và thế gian cũng thường, cũng vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa Môn Bà La Môn ấy ở trong các hành đang có ngã kiến, thế gian kiến, rời khỏi các hành cũng có ngã kiến và thế gian kiến. Do ý nghĩa ý, họ mới nói thế này, Ngã và thế gian cũng thường, cũng vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Ngã và thế gian phi thường, phi phi thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa Môn Bà La Môn ấy ở trong các hành đang có ngã kiến và thế gian kiến. Vì vậy nên họ nói, Ngã và thế gian phi thường, phi phi thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Ngã và thế gian là hữu biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Các Sa Môn Bà La Môn ấy đã nói thế này, Mạng hữu biên, nhân hữu biên, từ khi mới thác thai ở trong bụng mẹ, gọi là mạng, sau khi chết, chôn, gọi là nhân. Trước giai đoạn nhân, từ khi mới xuất sanh thọ thân, bốn đại đã trải qua 7 lần đọa lạc, 7 lần luân chuyển, 7 lần chạy, 7 lần đi mới thành tựu mạng và nhập nhóm mạng. Vì vậy, họ nói thế này, ngã và thế gian là hữu biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, ngã và thế gian là vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Các Sa Môn Bà La Môn ấy nói thế này, mạng không có biên, nhân không có biên, từ khi thác thai ở trong bụng mẹ gọi là mạng, sau khi chết chôn cất gọi là nhân. Trước giai đoạn nhân, từ khi mới xuất sanh thọ thân bốn đại đã 7 lần đọa lạc, 7 lần lưu chuyển, 7 lần chạy, 7 lần đi mới thành tựu mạng và nhập nhóm mạng. Vì vậy nên họ mới nói thế này, ngã và thế gian vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số đó có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, ngã và thế gian cũng hữu biên, cũng vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Các Sa Môn Bà La Môn đó đã nói thế này, mạng cũng hữu biên, cũng vô biên, gọi là người, từ khi thác thai ở trong bụng mẹ, sau khi chết chôn, trước giai đoạn người, từ khi mới thọ thân 4 chủng, 7 lần đọa lạc, 7 lần lưu chuyển, 7 lần chạy, 7 lần đi, mới thành tựu mạng và nhập nhóm mạng. Vì vậy, họ nói thế này, ngã và thế gian cũng hữu biên, cũng vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số đó có nhóm Sa Môn Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, ngã và thế gian phi hữu biên, phi vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Các Sa Môn Bà La Môn ấy đã nói thế này, thế gian phi hữu biên, phi vô biên, từ khi mới thọ thân 4 chủng, đã 7 lần đọa lạc, 7 lần lưu chuyển, 7 lần chạy, 7 lần đi, mới thành tựu mạng, gia nhập nhóm mạng. Vì vậy, họ nói thế này,
ngã và thế gian phi hữu biên, phi vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số đó có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: mạng tức là thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ấy ở trong thân thấy có ngã và thấy có mạng, ở trong thân khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy họ nói thế này: mạng tức là thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số đó có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: mạng khác, thân khác, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ấy ở trong thân thấy có ngã và thấy có mạng, ở trong thân khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy họ nói thế này: mạng khác, thân khác, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: có mạng, có thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ấy ở trong thân thấy có ngã và thấy có mạng, ở trong thân khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy họ nói thế này: có mạng, có thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: chẳng phải mạng, chẳng phải thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ấy ở trong thân chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có mạng, ở trong thân khác cũng chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có mạng. Vì vậy họ nói thế này: chẳng phải mạng, chẳng phải thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: sau khi Như Lai chết vẫn còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ấy đối với thế gian khởi lên kiến giải: từ thọ mạng này đến thọ mạng khác cũng sẽ hướng đến luân chuyển. Vì vậy nên họ nói thế này: Như Lai sau khi chết vẫn còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số ấy có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: sau khi Như Lai chết không còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ấy đối với thế gian khởi lên kiến giải: đời này có thọ mạng, đến thọ mạng đời sau thì chấm dứt. Vì vậy nên họ nói thế này: Như Lai sau khi chết không còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số đó có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: sau khi Như Lai chết cũng còn, cũng không còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ý đối với thế gian khởi lên kiến giải: nơi này mạng chấm dứt, đi đến nơi khác hướng vào lưu chuyển. Vì vậy họ nói thế này: Như Lai sau khi chết cũng còn, cũng không còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số đó có nhóm Sa môn, Bà la môn đưa ra kiến giải và nói: sau khi Như Lai chết chẳng phải còn, chẳng phải không còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm Sa môn, Bà la môn ý đối với thế gian đưa ra kiến giải: người ở đời này mạng đoạn hoại rồi, chuyển đến nơi khác mạng cũng đoạn hoại, hướng vào lưu chuyển. Vì vậy họ nói thế này: Như Lai sau khi chết chẳng phải còn, chẳng phải không còn, điều này thật, ngoài ra hư dối. Bấy giờ Phật bảo chư tỳ kheo: chư tỳ kheo, ta nhớ khi xưa có một quốc vương tên là Cảnh Diện. Vua Cảnh Diện đó từng một thời muốn xem các người mù bẩm sinh để giải trí, liền truyền lệnh cho những người đàn ông mù bẩm sinh khắp trong nước đều phải tập hợp lại. Khi đã tập hợp rồi, bảo với đám người mù ý nói thế này: các ngươi là những người mù bẩm sinh, có ai đã biết hình dáng của con voi thế nào chưa? Các người mù bẩm sinh đồng thanh đáp: thiên vương, chúng tôi đều là những người mù bẩm sinh, thật chẳng biết hình dáng thật của voi. Vua lại bảo: các ngươi từ trước đến nay chưa được biết voi, nay đây muốn biết hình dáng của voi chăng? Khi ý, nhóm mù ý lại cùng đáp: thiên vương, chúng tôi thật chưa biết, xin đội ơn vua để chúng tôi biết hình dáng của voi. Khi ý, vua Cảnh Diện lập tức hạ lệnh gọi một quản tượng, bảo: khanh hãy mau đến trong chuồng voi của ta, dắt một con voi đến đây, đứng trước mặt ta, chỉ cho những người mù.
người quản tượng nhận lệnh vua rồi liền dắt voi đến đứng trước điện. Vua nói với các người mù rằng: đây là voi. Khi ấy, những người mù ai cũng lấy tay sờ mó vào voi. Bây giờ, người quản tượng lại nói với các người mù: các ngươi đã sờ voi rồi, phải tâu thật với vua. Lúc này đám người mù, có người sờ voi, có người sờ ngà, có người sờ tai, có người sờ phần thân đầu, cổ, lưng, hông, đuôi, chân, vân vân. Thời vua bảo: những người mù bẩm sinh, các ngươi đã biết hình dáng của voi chưa? Các người mù bẩm sinh đồng thanh đáp: thiên vương, chúng tôi đã biết hình dáng voi rồi. Bấy giờ vua kia liền hỏi: người mù các ngươi, nếu đã biết voi thì hình tướng voi thế nào? Khi ấy trong đám người mù, người sờ voi liền tâu vua: thiên vương, hình dáng voi như vậy. Người sờ ngà tâu: thiên vương, hình dáng voi như cây cọc. Người sờ tai voi tâu: thiên vương, hình dáng voi như cái sàn. Người sờ đầu voi tâu: thiên vương, hình dáng voi như cái hũ. Người sờ cổ voi tâu: thiên vương, hình dáng voi như cây đà nhà. Người sờ lưng voi tâu: thiên vương, hình dáng voi như sườn nhà. Người sờ hông tâu: thiên vương, hình dáng voi như tấm chiếu. Người sờ đùi dế voi tâu: thiên vương, hình dáng voi như cây. Người sờ bàn chân voi tâu: thiên vương, hình dáng voi như cối. Người sờ đuôi voi tâu: thiên vương, hình dáng voi như chổi quét. Khi ấy, đám người mù đều tâu: thiên vương, hình dáng voi như vậy, hình voi như vậy, bạch như vậy rồi. Tức thời vua bảo đám người mù: các ngươi cũng chẳng biết đấy là voi hay chẳng phải voi, huống có thể biết được hình dáng voi. Lúc này đám người mù ai cũng tự chấp, cùng tranh cãi nhau, đều lấy tay che mặt cãi cọ, mắng nhiếc nhau ồn ào. Mỗi cãi xong rồi, lúc ấy vua cảnh diện thấy đám người mù kia cãi giả như vậy, vui vẻ cười lớn. Lúc đó vua liền nói kệ: những người mù bẩm sinh không thấy, đối với việc này cùng nhau cãi. Nếu không có người nói cho biết, làm sao có thể rõ hình voi? Chư tỳ kheo, đúng vậy, đúng vậy. Các sa môn, bà la môn hiện có ở đời cũng lại như thế, đã chẳng hề biết như thật thánh đế khổ, thánh đế khổ tập, thánh đế khổ diệt và thánh đế khổ diệt đạo. Đã chẳng thật biết, nên biết mãi mãi cùng nhau cãi cọ. Sanh tử lưu chuyển, quỷ hoại nhau, nhục mạ nhau, đã sanh tranh cãi nên tranh luận không thôi, ai nấy đều dùng tay tự che mặt, như đám mù kia cùng nhau gây náo loạn. Đối với việc này có kệ: nếu chẳng thể biết thánh đế khổ, cũng lại chẳng biết nhân khổ tập. Các pháp khổ có trong thế gian, khổ này diệt hết chẳng còn gì, ở trong đạo ý còn chẳng biết, huống biết thực hành hạnh diệt khổ. Như vậy tâm ý chưa giải thoát, chưa đạt được trí tuệ giải thoát, họ chẳng thể quán rõ chân lý, chỉ biết hướng đến sanh lão tử, chưa lìa được trói buộc của ma, đâu đạt được đến chỗ vô hữu. Chư tỳ kheo, nếu có sa môn, bà la môn có thể biết như thật khổ thánh đế, khổ tập, khổ diệt đạo thánh đế, ai biết như thật thì nên tùy thuận tu học như vậy, tất mãi mãi cùng nhau hòa hiệp tu hành, ai nấy đều cùng nhau hoan hỷ, không có tranh luận, cùng hướng về sự học. Giống như nước với sữa cùng hòa tan lẫn nhau, cùng ở một chỗ, thị hiện giáo sư để nói thánh pháp, trụ nơi an lạc. Đối với việc này có kệ: nếu biết được các hữu là khổ và nguyên nhân sanh ra các khổ, đã biết tất cả đều là khổ, nên nay diệt hết chẳng còn gì. Nếu biết việc này là do đạo, thì liền đạt được chúng diệt khổ, liền được đầy đủ tâm giải thoát và được trí tuệ giải thoát xứ, thì đạt được tận cùng các hữu, như vậy chẳng còn sanh lão tử, vĩnh viễn thoát ràng buộc của ma. Và liền...
Nam